Đến sáng ngày 19 tháng 9, nhiều vùng ven biển tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu có gió mạnh, biển động dữ dội. Nhiều hoạt động tại địa bàn tỉnh này đã phải tạm ngừng để tránh bão số 4. Ghi nhận, dọc bờ biển từ thành phố Đồng Hới đến Bố Trạch, thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch chỉ còn lác đác một số người thực hiện công việc gia cố tài sản hàng quán. Từ khoảng 8 giờ sáng, gió mạnh liên tục khiến việc đi lại của người dân trên tuyến đường ven biển bị ảnh hưởng, có xe máy bị gió quạt liêu siêu. Tại bãi biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, một nhóm nhân viên đang thu dọn các vật dụng trang trí bãi tắm phục vụ du lịch. Tuy nhiên, việc thu dọn này cũng vô cùng khó khăn vì gió quá mạnh kèm theo mưa. Dọc ra vùng ven biển xã Nhân Trạch, Bố Trạch, người dân gần như là đã kéo hết thuyền bè lên bờ tránh bão từ hôm qua nên bãi biển vắng tênh, biển động dữ dội, bằng mắt thường cũng có thể thấy sóng lớn cao hơn 1 mét liên tục ập vào bờ. Ông Dương, một ngư dân ở địa phương, nói người dân đã vốn quen với gió bão. Tuy nhiên người dân không chủ quan nên việc kéo thuyền lên cao, cột lại nhà cửa đã được cả xóm cùng thực hiện từ sớm. Tại thành phố Đồng Hới, một số cây đã bật gốc, ngã đổ ngay khi bão chưa vào. Chính quyền thành phố đã khuyến cáo người dân hết sức cẩn trọng khi di chuyển dưới các tán cây cũng trong sáng nay, ông Trần Ngọc Tuấn, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình xác nhận đã quyết định cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học từ đầu giờ chiều ngày 19 tháng 9. Ông Tuấn nói: "Chúng tôi đã theo dõi cập nhật từng phút tình hình mưa bão từ hai ngày qua. Cho học sinh nghỉ học là để đảm bảo an toàn cho các em tránh những tai nạn đáng tiếc khi mưa bão." Ông Nguyễn Thành Nam, giám đốc cảng hàng không Đồng Hới xác nhận, sân bay Đồng Hới cũng đã có quyết định tạm dừng khai thác từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 19 tháng 9 để tránh bão số 4. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã cho học sinh trên địa bàn nghỉ học trong ngày 19 tháng 9 để đảm bảo an toàn trước tình hình mưa bão phức tạp. Ông Nguyễn Tân, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh này đã quyết định cho toàn thể giáo viên học sinh trên địa bàn nghỉ học vào ngày 19 tháng 9 để phòng tránh bão lụt. Lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo diễn biến của bão, tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng lãnh đạo các đơn vị kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với phương châm bốn tại chỗ theo nhiệm vụ thẩm quyền được giao không để bị động bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh giáo viên hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cơ quan trường học các cơ sở giáo dục trường học thực hiện trăng chống gia cố, bảo đảm an toàn, các tỉa cành cây khu vực trường có nguy cơ bị gãy đổ, lên phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, chủ động di rời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ đến vị trí cao giáo để tránh hư hại. Đối với vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt cục bộ, vùng sơn núi sạt lở, lãnh đạo đơn vị chủ động nắm tình hình, báo cáo cơ quan chủ quản để có phương án quyết định cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Theo ghi nhận của phóng viên dân trí, trong ngày 18 tháng 9, nhiều trường học tại khu vực ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão lụt. Ông Tân cho rằng việc cho học sinh nghỉ học cần bảo đảm tính hiệu quả và đòi hỏi người quản lý phải theo dõi sát, nắm chắc tình hình thiên tai để đưa ra quyết định đúng thời điểm. Chiều ngày 18 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi cho phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày 19 tháng 9. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam yêu cầu các đơn vị phân công trực ban và báo cáo kịp thời tình hình mưa bão lũ quét, các thiệt hại và biện pháp khắc phục về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước đó, để đảm bảo an toàn, trưa ngày 18 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng quyết định cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học từ chiều ngày 18 đến hết ngày 19 tháng 9. Trong ngày 18 và dạng sáng ngày 19 tháng 9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4, tại nhiều tỉnh thành miền Trung đã có mưa to đến rất to, gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ. Mưa lũ lốc xoáy cũng đã khiến cho nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhà cửa tại một số địa phương bị tốc mái, nhiều ngầm tràn ở khu vực miền núi bị chia cắt do nước dâng. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 9 giờ sáng nay, ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,4 độ vĩ Bắc, 108,2 độ kinh Đông, cách đảo Côn Cỏ khoảng 90 km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 8 giật cấp 11, dự báo trong 3 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h. Hiện nay tại Cồn Cỏ, Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, Hoành Sơn, Hà Tĩnh gió cấp 6 giật cấp 8, Đông Hới, Quảng Bình có gió giật mạnh cấp 7. Từ đêm qua đến sáng nay, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vỡ mưa to, có nơi mưa rất to. Hoa Bắc, Đà Nẵng 152mm, Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 270mm, Hương Phú, Thừa Thiên Huế 249mm, Đắc Rông, Quảng Trị 112mm, Đến 13 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25 km h Đến 19 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Quảng Bình đến Quảng Trị. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km h Trong sáng nay, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m biển động mạnh. Vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Tràm, Cồn Cò, Hòn Ngư có gió mạnh cấp 6 cấp 7, sóng biển cao 2 tới 4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao 3 tới 5 m, biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 tới 5 m biển động mạnh. Khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 tới 3 m biển động. Ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3 tới 0,5 mét, kết hợp với chiều cao và sóng lớn gây sạt lở đê kè biển, ngập úng tại khu vực trũng thấp vào chiều tối ngày 19 tháng 9. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc gió mạnh sóng lớn, chiều cao và nước dâng do bão. Trên đất liền từ sáng ngày 19 tháng 9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Đề phòng xuất hiện các ổ mây rông mạnh phía trước hoàn lưu bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa rông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí. Từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 tới 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm, đề phòng mưa cường suất lớn trên 150 mm trên 6 giờ ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng trong ngày 19 tháng 9. Ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của bão số 4, hiện tại ở Cồn Cỏ Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Hoành Sơn, Hà Tĩnh gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, Đông Hới, Quảng Bình có gió giật mạnh cấp 7. Đêm qua đến sáng nay, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to như Hòa Bắc, Đà Nẵng, 152mm, Bạch Mã Thừa Thiên Huế 270mm, Hương Phú Thừa Thiên Huế 249mm, Đắk Rông Quảng Trị 112mm, vân vân. Hồi 7 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Bình, Quảng Trị khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 tới 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Trước diễn biến bão số 4, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dù là áp thấp nhiệt đới hay bão số 4 mạnh cấp 8, chúng tôi vẫn khuyến nghị người dân không nên nghĩ rằng đó là gió yếu, đặc biệt là khi hoàn lưu cơn bão rất rộng, không chỉ tác động trực tiếp vào Bắc và Trung Trung Bộ mà còn mở rộng ra các khu vực khác như Nam Đồng bằng ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do kết hợp hoàn lưu gió mùa Tây Nam mạnh nằm trong giải hội tụ nhiệt đới. Ông Kim nhận định hệ thống thời tiết xấu này có thể làm xuất hiện các hiện tượng mưa rông lốc xoáy kèm theo gió giật mạnh. Ông Kim nhấn mạnh, chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều lần rằng gió giật mạnh trong rông lốc xoáy thì mạnh, thậm chí nguy hiểm hơn cơn bão mạnh, rất nguy hiểm đối với các hoạt động trên biển cũng như trên bờ, nhất là các khu neo đậu tàu thuyền, lông bè, nuôi trồng thủy sản. Chúng ta tuyệt đối không nghĩ đây là cơn bão cấp 8 mà xem nhẹ tốc độ gió. Về tình hình mưa lớn, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 4 kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới gây ra mưa lớn diện rộng. Mưa lớn đã bắt đầu từ đêm qua đến hôm nay và tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Từ nay tới hai ngày tới, lượng mưa ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có thể từ 100 đến 300 mm, có nơi lên đến 500 mm. Trọng tâm mưa lớn tại các địa phương là Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, v.v. với cường suất lớn trên 100 mm trong vòng 3-6 giờ khi tác động trực tiếp ngoài ra mưa lớn cũng có thể xuất hiện ở khu vực nam đồng bằng trung bộ thanh hóa tây nguyên và nam bộ lưu ý mưa tại khu vực tây nguyên như con tum đăng nông lâm đồng v v có thể dẫn đến tình trạng sạt lở đất mưa lớn ở nam bộ dẫn tới các vấn đề về ngập úng đô thị ông khiêm lưu ý với lượng mưa lớn vài trăm mm vùng núi phía tây và bắc trung bộ khu vực tây nguyên đều nằm trong cảnh báo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất trong những ngày tới